Chào các bác ạ. Hôm nay là phiên 28 tháng 7 năm 2018. Em tiếp tục với lô giả hạt Moray các bác nhé. Lần này là Moray đó ạ. Và em đi xem từng hình, theo từng hình cho các bác theo dõi. Hình thứ nhất là 4 thân tơ. 3 dề 4 thân tơ. Vì cái dề này có 2 thân tơ ạ. Chiều dài của nó, trung bình của nó là từ 15 cho đến 20 phân các bác nhé. Đây là cái thước 30 phân ạ. Các nhìn nè, 22 phân luôn các bác ạ. Hình thứ nhất 450k. Hình thứ hai ạ. Hình thứ hai 4 thân tơ đều nhau. Chiều dài trung bình là 15 16 phân ạ. Đây ạ. 450k cho hình thứ hai. Đây, hình thứ hai. 4 thân đều nhau. Hình thứ ba. Hình thứ ba cũng vậy, cũng 450k và ba thân tương tự như vậy. Các bác nhìn nhé, nhìn kỹ đi. Hình thứ tư ạ. Hình thứ tư ba thân dài hơn và to hơn. Hình thứ tư ạ, 500k vì ba thân dài và to, dài từ trung bình từ 20 đến 25 phân các bác nhé. Các nhìn đây ạ. Với giá 500k cho thân, cho hình thứ 4 nha các bác. Hình thứ 5 ạ. À, hình thứ 5 chiều dài cũng ngang chiều dài cây số hình số 4, nhưng mà vì nó gầy hơn một tí, cây nó không được thẳng thốn, có cây hơi quẹo nhưng không phải gãy nha các bác. Từ gốc đến ngọn không có bị gãy, chỉ thấy cong thôi và gầy một tí, cho nên em lấy giá là 450k cho hình số 5. Hình số 6 ạ. À, hình số 6. Hình số 6 này có hai thân từ 25 cho đến 30, thân dài thì hơn 30 phân rồi các bác ạ. À, đây ạ. À, bác nhìn nó 25 phân này, hơn 30 phân này. Đây, các nhìn đi ạ. À, em lấy hai thân này 400k cho hình số 6 các bác nhé. Hình số 7. Hình số 7 550k, ba thân dài hơn 30 phân. Đây ạ. À, ba thân dài hơn 30 phân, nhưng vì một số cây nó bị mất lá, với lại lá có hơi úa một tí, em đã cắt rồi đây ạ. Nhưng mà thân thì không sao nha các bác, thân vẫn chắc khỏe và rất nhiều thân già. Ba thân như thế này với giá rất là rẻ, chỉ có 550k thôi. Hình thứ 8 ạ. Hình thứ 8 ba thân tơ hai dề ạ. Đây, chiều dài của cây này hơn 30 phân các bác ạ. Thân tơ thì khoảng 25 phân thôi. Các bác nhìn nhỉ, nhiều thân già. Và cây này là lá xếp luôn ạ. Em thấy lá rất là cứng và xếp đều nhau, rất là đẹp. Tuy lá ở trên ngọn có một cái lá nó bị vàng một tí, nhưng cây lá này rất, cái cây này rất đáng đồng tiền các bác ạ. À, rất là đặc biệt, lá rất đẹp xếp vào nhau và cứng. Mọi người hay gọi nó là lá nhựa phải không ạ? À, nhưng em gọi là giả hạt lá xếp. Hình số 8 là 650k. Hình số 9 550k, ba thân đồng đều nhau, trung bình là từ 27-28. Đây ạ. 27-28 phân các bác nhé. Cây rất khỏe, rất mập. Với giá 550k. Hình số 5 ạ. À, hình số 10. Hình số 10 550k cũng ba thân đồng đều nhau và chiều dài cũng như vậy. Đây ạ. Gần 30 phân rồi các bác ạ. Hình số 11. Hình số 11. Hai dề ba thân. Ba thân này rất là đẹp. Đây ạ. À, lá rất là xanh. Năm ngoái thì cây không đẹp bằng năm nay, năm nay cây to hơn. Cái loại Moray á thì cái thân già các bác lúc nào nhìn cũng thấy là rất là teo tóp này. Phải nói là nó teo và nó nhỏ luôn. Thân già lúc nào cũng vậy cả.
mà đây lại nó như thế. Đây thân thứ hai ạ. Các bác nhìn nhé, hơn 30 phân luôn rồi đó. Hình 11 600k các bác ạ. Hình 12 450k, 4 thân tơ. Đây ạ. Các bác nhìn nhé. Chiều dài từ 18 đến 20 phân, trung bình từ 18 đến 20 phân ạ. Hình số 12 450k. Các bác nhìn rõ nhé. Và đây ạ. Các bác nhìn ba cây này đây ạ. Đây là đắc lay chứ không phải moray. Đây là phiên của đợt trước. Đắc lay của đợt trước. Có khách đã đặt rồi. Em đã để cho khách VIP của em rồi. Nhưng mà vì lý do là bạn ấy đang đi công tác, bạn đang công tác khoảng một tháng cho nên không sợ không chăm sóc cây được, chuyển về thì không chăm sóc cây được, cho nên là bảo mình hồi lại và để đợt sau bạn lấy, cho nên cây này mình đang bán luôn. Bạn nói là cây này thôi bạn đăng đi chứ để nó hư cây. Thế là mình bán, đợt trước mình để cho bạn đó là 1 triệu, nhưng bây giờ mình đăng lại, mình hạ giá xuống 100 là 900k. Vì để mấy ngày cho nên là lá nó hơi xuống tí này. À, chứ đợt trước là nó tươi lắm. Mấy ngày như thế mà không bỏ trong thùng, không di chuyển mà lá nó đã ngã như thế này thì các bác tưởng tượng xem, đi 3-4 ngày ở trên đường đi như thế thì lá về đương nhiên là nó là nó có chút héo và vài ba lá vàng là chuyện bình thường thôi. Mà cho nên các bác nhận hàng cũng nên thông cảm cho em nhé. Vâng, đắc lay ạ. Thân nù nha các bác. Thân này thân nù đây ạ. Đây ạ. Thân nù đen ạ. Các bác nhìn nhé. Thân rất là mập. Chiều dài của ba cây này ạ. 20 phân nha. 20 phân trở lên. 20-25 phân ạ. Cái này dài tới 26-27 phân rồi ạ. Ba cây này là 900k nha các bác. Đắc lay ạ. Em kết thúc phiên này nha các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh của em và ủng hộ em từ một tháng nay đó. Còn vài ngày nữa là vừa tròn kỷ niệm một tháng em bán lan trên kênh Orchid Channel này. Cảm ơn các bác nhé.